Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với mình cập nhật thông tin thú vị nhất có trong ngày hôm nay. Năm 2020 có lẽ là năm đẹp khi mà liên tiếp các sao Việt úp mở về chuyện chung một nhà, đánh dấu đám cưới bất ngờ của siêu mẫu Xuân Lan, tiếp theo đến nữ ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Tu Liver. Nửa cuối năm nay, ít nhất có 3 cặp nghệ sĩ Việt khác dự báo sẽ lần lượt báo hỉ đến fan hâm mộ. Cặp đôi ca sĩ Dương Hoàng Yến và Hà Anh Việc nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh mặc bộ váy cưới lộng lẫy đi kèm dòng trạng thái, phụ nữ nếu như chưa gặp được đàn ông tốt thì cả đời sẽ chẳng cần trưởng thành nữa, đã khiến người hâm mộ xôn sao. Một đám cưới sẽ là niềm vui không chỉ của Dương Hoàng Yến và Hà Anh, khi tất cả khán giả bạn bè thân thiết luôn mong chờ được chứng kiến cái kết đẹp của một trong số những cuộc tình bền chặt nhất trong showbiz Việt. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Anh cũng mới viết những lời yêu thương cho Dương Hoàng Yến. Kỷ niệm 10 năm trong mùa cách ly, đáng lẽ chúng ta sẽ có một chuyến đi đến một nơi nào đó thật đẹp, ăn những bữa ăn thật ngon em nhỉ. Vậy mà đúng dịp này không đi đâu được, lại chẳng được bên nhau. Nên anh ở nhà, viết mấy dòng này cho em, cho tình yêu của chúng ta. 10 năm là hành trình tuyệt vời đối với anh. Ở đời này có mấy lần 10 năm, nhìn lại suốt thời gian qua, ba chữ cảm ơn em hiện lên trong đầu anh rõ nhất. Anh thực sự muốn cảm ơn em vì những gì mình cùng nhau trải qua. Cảm ơn em vì những nơi mình đã cùng nhau đi tới. Cảm ơn em đã luôn nắm chặt tay anh khi mình gặp khó khăn. Cảm ơn em vì đã vui buồn cùng anh, khóc cười cùng anh hơn 3.650 ngày. Cảm ơn em vì nhìn thấy em, anh thấy cả một phần đời của mình ở đó. Cảm ơn những ngày cách ly, vì có nó anh mới biết em là đầu bếp thật tuyệt vời. Cuối cùng anh cảm ơn em vì dành thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình để đi qua thời tranh vanh nhất của anh. 10 năm, anh mãi luôn biết ơn em. Gần đây khi hỏi vì sao yêu nhiều năm không cưới, Dương Hoàng Yến nói rằng cô thấy mình chưa đủ chín chắn, muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp. Tôi luôn cho rằng cưới là một cách để giữ mối quan hệ tình cảm. Chúng tôi muốn cưới khi mọi thứ ổn định, nhất là bản thân phải thực sự muốn lập gia đình. Dù về một nhà hay không, Hà Anh và tôi vẫn yêu thương nhau. Tình cảm mới là điều quan trọng để duy trì mối quan hệ, chứ không phải sự ràng buộc, nữ ca sĩ cho biết. Ca sĩ Đông Hùng, Nam ca sĩ Đông Hùng chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân về lời ăn hỏi ấm cúng với bạn gái Minh Anh. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè, giới nghệ sĩ hâm mộ. Theo chia sẻ của Đông Hùng, anh cầu hôn bạn gái trong không gian giản dị, không cầu kỳ xa hoa mà chỉ có tấm chân tình. Nam ca sĩ thấy may mắn khi gặp được bạn gái có tấm lòng chân thành, luôn đứng phía sau ủng hộ Đông Hùng phát triển sự nghiệp. Họ tiết lộ sớm lên trước trong thời gian tới, vì vậy lễ cưới được tổ chức vào ngày gần nhất. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Đông Hùng khiến hội độc thân bất ngờ thông báo đã lên chức bố. Anh khoe kết quả siêu âm thai và que thử hai vạch của bạn gái trong tâm thế hạnh phúc của ông bố trẻ. Đông Hùng xếp ảnh vào album "Điều kỳ diệu của bố", nhắn nhủ hài hước đến những người bạn: "Cuộc đời chính thức bước sang một trang mới, chào con, chào điều kỳ diệu của bố. Xin lỗi hội đàn ông độc thân, tôi đi trước nhé." Ở thời điểm hiện tại, Đông Hùng bày tỏ anh sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân, làm tốt vai trò của người chồng, người cha. Trước đó cả hai có dự tính và chuẩn bị đầy đủ cho việc có con, mong chờ có sự xuất hiện của đứa con này. Tiết lộ về bạn gái đang mang thai đứa con của mình, ca sĩ Đông Hùng tâm sự. Trong thời gian 3 tháng đầu thời kỳ thai nghén, anh Minh rất vui vẻ, tích cực, dành thời gian đi tập nhảy, tập nghệ thuật hàng ngày. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, cặp đôi Vũ Đức Cường và Vũ Hạnh Nguyên vừa hái lộ hình ảnh đầy tính lãng mạn trong buổi cầu hôn giữa rừng thông. Tác giả ca khúc Nông Nàn Hà Nội không ngại quỳ gối cầu hôn nữ ca sĩ trong buổi đi dạo và được Vũ Hạnh Nguyên chấp thuận. Nhạc sĩ Đức Cường viết tặng bạn gái riêng một ca khúc mang tên Chuyện tình kể gắn với kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Anh thừa nhận không nghĩ rằng họ có thể cùng nhau đi đoạn đường dài và năm thứ năm ngày kỷ niệm cô ấy đồng ý còn tôi thì vừa ý. Nguyễn Đức Cường kể 5 năm trước khi gặp nhau, anh thích Vũ Hạnh Nguyên bởi vẻ ngoài xinh xắn. Sau vài lần gặp gỡ, anh bị chinh phục bởi tính cách mạnh mẽ, tự tin, ở áp của cô. Yêu Vũ Hạnh Nguyên, anh cởi mở vui vẻ hơn. Bạn gái anh là người biết chia sẻ, quan tâm, nhưng hay ghen. Chuyện tình cảm hai người được gia đình ủng hộ. Nguyễn Đức Cường từng ly hôn năm 2013, con gái anh hiện 11 tuổi. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.